này là cái máy phun rong 25 ha, máy mới màu đỏ rất là dễ thương. Ở đây là những cái dụng cụ đi kèm ha, nó sẽ có hai cái lưới lọc. Cái màu cam này á, là cho cái bã bự nè, cái màu này á, thì là cái bã nhỏ ha. Mình quay ha, ở đây nó có cái vệ sinh nè. Cái này á, là chức năng nó tương đương, nhưng mà cái này là bã lớn nè, cái này bã, nó lọc rất là nhỏ luôn ha. Rồi mình để lọc cái nhỏ ha, mình sẽ gắn nó lại, gắn nó vô. Cái này mình đã mình khớp vô nha, hồi nãy mình không có khớp là nó quay vòng luôn á. Bỏ nó vô ha. Rồi. Cái này á, nó có một cái gờ ở đây nè, thấp á, mình bỏ vô nó khác cái gờ luôn á, là nó mới khớp được nha. Mình để ý ha, cái chiều này là nước ra nè, cái tay cầm mình ở đây ha. Rồi mình sẽ gắn vô đây. Rồi mình gắn vô ha. Rồi, cái này là dư nè, cái đồ này là đồ vệ sinh. À, cái này á mình mà ép nó thì ẩn ẩn xuống ha. Cái này là đựng nước thì mình sẽ để đây. Và ở đây á là nó có một cái đặc điểm của cái máy này á, khi mình mở máy ra thì nó sẽ tự nó tắt ha, nó rất là an toàn đó, màu đỏ rất là dễ thương luôn đó, bóng lộn luôn.